Thưa quý vị và các bạn, lấn chiếm vỉa hè là một vấn đề muôn thuở, nhưng từ ý thức của người dân và công tác tuyên truyền ở một số địa phương của địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội, thì một số tuyến đường đã trả lại không gian an toàn cho người đi bộ. Trước đây thì là cơ sở thì không biết nên là để cái bảng phía bên này ra phía sát vỉa hè đây. Thì sau khi được các anh công an ở phường tuyên truyền nhắc nhở, thì cơ sở đã thay đổi là đưa cái biển này sát vào phía trong với cả cửa hàng. Thì sau quá trình đó thì tôi nhận thấy là tất cả các tuyến phố này bây giờ đã xanh sạch đẹp hơn trước. Theo tôi là nên nhân rộng cái mô hình này cho tất cả các cái địa bàn trên khu vực Hà Nội. Vì cái việc này thì nó sẽ tốt hơn cho thành phố của chúng ta. Thì thực hiện rất là dễ, chỉ là thi thoảng vẫn còn một số những cái người ta chưa thay đổi được, cái vì là thói quen thì khó thay đổi, thì từ từ sẽ thay đổi được, thì bà con cứ nhắc nhau thôi. Và mình thấy khi mà cái môi trường xung quanh mình nó sạch sẽ đẹp đẽ hơn, thì mọi người cũng sống cảm thấy tích cực hơn ấy, thì chất lượng cuộc sống đương nhiên là nó lên rồi. Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng người dân tự ý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường thành nơi kinh doanh, buôn bán, gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Trong thời gian vừa qua thì công an phường cùng với cả ban chỉ đạo 197 của phường đã thực hiện các kế hoạch của ban chỉ đạo 197 thành phố cũng như của công an thành phố để triển khai các biện pháp đồng bộ kết hợp để xử lý các cái vi phạm trật tự đô thị trên tuyến Khâm Thiên, đặc biệt là các cái vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh để xe sai quy định. Thì trong thời gian tới thì công an phường cùng với ban chỉ đạo 197 phường sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch của ban chỉ đạo thành phố và ban chỉ đạo 197 của quận để kết hợp cùng với các ban ngành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền đến người dân về việc các quy định về trật tự đô thị trên địa bàn. Ở trên cái tổ nhân dân thì chúng tôi có một cái nhóm Zalo và tổ chúng tôi phân công cho các gia đình mặt đường là có nhà mặt đường là phải chịu trách nhiệm vỉa hè và lòng đường trước cửa nhà mình để lúc nào cũng được sạch sẽ. Cho nên là các bạn nhìn thấy là nhân dân ở đây là giữ gìn cái vỉa hè lòng đường cũng rất là tốt. Việc giải tỏa vỉa hè, lập lại trật tự đô thị không chỉ là việc làm của các cơ quan ban ngành mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, mọi người dân đều phải có trách nhiệm giữ cho đường thông, hè thoáng, từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, tích cực góp phần hình thành văn hóa giao thông công cộng.